Vân Anh xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV và chào mừng quý vị trở lại với chương trình Sức khỏe và đời sống. Thưa quý vị, trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay, Vân Anh xin được giới thiệu đến quý vị một khuôn mặt rất là mới, trẻ của VNTV ngày hôm nay, đó là bác sĩ Hoàng Mai, bác sĩ chuyên khoa về sản phụ khoa, hiện đang làm việc tại bệnh viện UCSD San Diego. Trước hết Vân Anh xin chào bác sĩ Mai. Chào chị Vân Anh. Mai cũng xin chào quý khán giả ở VNTV. Thưa quý vị, trước khi đi vào đề tài ngày hôm nay đó bác sĩ Mai, thì bác sĩ Mai có thể cho quý vị khán giả được biết sơ qua về mình. Bác sĩ đã làm việc tại bệnh viện UCSD được bao lâu và cái cơ duyên nào mà bác sĩ chọn trở thành chuyên khoa sản phụ khoa? Cảm ơn chị đã cho em hỏi nói về em một chút xíu. Dạ thưa quý khán giả, Mai qua Mỹ lúc Mai 10 tuổi, rồi wow. Sau đó học về ngành chuyên về biology, xong rồi sau đó tính muốn đi học bác về y khoa, rồi sau 4 năm học college, rồi học 4 năm trường y khoa, rồi Mai chuyên về ngành sản phụ khoa ở trường Yale University, wow. Xong rồi Mai về Cali, tại gia đình là ở Cali. Rồi làm ở cũng 7-8 năm rồi, tổng cộng 7-8 năm, rồi làm ở UCSD thì đã gần 3 năm. Wow, quý vị thấy bác sĩ Mai sang Mỹ từ lúc 10 tuổi và một thời gian rất là dài để mà học trở thành bác sĩ, mà bác sĩ Mai nói tiếng Việt rất là giỏi phải không quý vị? Và bác sĩ Mai cũng có niềm đam mê muốn phục vụ cộng đồng, cho nên đã dành thời gian mặc dù rất là bận rộn để đến với quý vị khán giả của VNTV để cùng chia sẻ và trình bày những cái đề tài rất là quan trọng dành riêng cho người phụ nữ và đặc biệt là những sản phụ, người mang thai. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì bác sĩ Mai sẽ trình bày với chúng ta qua một đề tài là dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai. Bác sĩ Mai, như vậy thì tại sao dinh dưỡng lại rất là quan trọng cho người phụ nữ mang thai? Cái sự dinh dưỡng trong khi mình mang thai rất là quan trọng, là tại vì không những nó ảnh hưởng người phụ nữ mà nó cũng có ảnh hưởng trong cái em bé nữa. Khi mà người mẹ đầy đủ dinh dưỡng thì em bé nó cũng có thể phát triển tốt lành. Sau đó khi mà người phụ nữ mình có đầy đủ dinh dưỡng đó thì mình có thể cái thai của mình nó có thể trở ra rất là tốt đẹp. Mình có thể trừ đi cái cơ hội bị bệnh cao máu trong lúc mình mang thai, hoặc là bị tiểu đường trong lúc mang thai. Với lại có nhiều khi nếu mà mình lên cân nhiều quá trong lúc mình mang thai, cái đó nó cũng không có tốt, nó ảnh hưởng không những cho người mẹ, cho em bé trong lúc mình sanh, và cũng ảnh hưởng sau khi mình sanh nữa. Cho nên cái sự dinh dưỡng rất là quan trọng. Vâng, cảm ơn bác sĩ Mai về cái chi tiết này. Và trước khi đi vào cái chi tiết là những cái lời khuyên cho các chị em phụ nữ đang mang thai là chúng ta cần phải ăn uống như thế nào để đủ dinh dưỡng, thì bác sĩ Mai, Vân Anh thấy là trong cộng đồng người Việt Nam á, hay có cái quan niệm là khi mà người mẹ đang mang thai thì hay lúc nào cũng nhắc nhở người mẹ là phải ăn nhiều đi, tại vì hiện tại bây giờ mình ăn là mình ăn cho hai người, tức là ăn cho mẹ và ăn cho con luôn. Như vậy cái quan niệm đó có đúng không bác sĩ Mai? Cái quan niệm đó nó không có đúng. Tại vì thường thường đó, trung bình đó, khi mà người phụ nữ khi mình có bầu đó thì mình chỉ có cần khoảng chừng 340 calorie hơn là bình thường mình ăn. Ví dụ giống như là 340 calorie là khoảng chừng một cái cheeseburger ở McDonald's, hay là một ổ bánh mì nhỏ. Em bé, nó là một em bé, nó không có phải là người lớn như mình, cho nên mình không có cần phải ăn gấp đôi. Ăn cái gấp đôi như vậy thì nó có thể lên cân rất nhiều. Mà khi mình lên cân rất nhiều, cái thứ nhất là sau khi mình sanh xong mình phải giảm bao nhiêu cái cân đó đi. Khi mà mình lên cân nhiều, mình cũng có thể bị tiểu đường trong lúc mình mang thai. Mà nếu mình bị cái bệnh tiểu đường hay là mình bị cái bệnh cao máu, nếu mà mình bị nặng quá mình có thể phải bị sanh sớm. Mà nếu mình sanh sớm thì mình sẽ có em bé nó giống như là bị non. Hoặc là nếu mà mình em bé nó lớn quá, hay là người mẹ bị bệnh nặng quá, có nhiều khi mình không có thể đẻ được bình thường mà mình phải bị mổ, thì cái đó nó cũng là không có tốt nữa.
Và một cái điều nữa đó bác sĩ Mai là những người phụ nữ mang thai trong những cái tháng đầu tiên đó, người Việt Nam mình hay nói là bị hành, tức là đôi khi không có ăn được hoặc là nghe một cái mùi đồ ăn của một cái món nào đó thì rất là sợ. Như vậy đối với những người phụ nữ mang thai trong những cái tháng đầu đó mà không ăn được đó bác sĩ, thì bác sĩ có lời khuyên gì? Cái đó rất là bình thường, cái đó không có sao hết, không nó phần đông là nó sẽ qua luôn. Trong lúc phụ nữ mang thai đó thì mình chia ra là ba cái thời kỳ. Cái thời kỳ đầu tiên đó nó khoảng chừng 3 4 tháng đầu tiên, khoảng 10 14 tuần trong cái thai đầu tiên. Trong cái thời đó thì có nhiều khi mình hay bị ói mửa, hay là mình ngửi cái mùi gì, mình thấy cái món gì đó mà mình muốn ói. Vì như vậy cho nên người ta ăn không được, hay là người ta bị ói nhiều quá, rồi vì như vậy bị mất cân. Giống như Mai nói đó, là trung bình trong lúc mình, trong cái thời gian mình mang thai chỉ có cần khoảng chừng 340 calorie hơn thôi. Trong cái phần thời kỳ đầu tiên đó còn ít hơn nữa. Dù cho mình có ói mửa đi nữa, mình một ly sữa cũng là khoảng chừng 300 calorie rồi, hay là một cái miếng bánh, một ổ bánh mì nhỏ là cũng đủ rồi. Cho nên trong cái thời kỳ đó, nếu mà mình bị hành đó, thì mình ăn cái gì được thì mình ăn, dự uống được cái gì thì mình uống, đừng có lo quá là bị mất cân hay là không có ăn đủ. Thưa quý vị, công việc của bác sĩ Mai là chăm sóc cho những người phụ nữ mang thai kể từ lúc đầu, và bác sĩ Mai cũng là người đỡ đẻ luôn phải không bác sĩ Mai? Dạ, Dạ vâng. sản phụ khoa chuyên về trong lúc thời kỳ mình mang thai, cũng như là chuyên về những cái bệnh phụ nữ mình có dù cho không có mang thai, giống như là lúc mà mình menopause, là mình không hết kinh rồi, hay là mình bị kinh rồi nó đau quá, hay là nó chảy máu nặng quá. Tất cả những cái bệnh phụ nữ, Của phụ nữ. dạ, Dạ. là sản phụ khoa. Dạ vâng. Bây giờ chúng ta đi vào chi tiết những cái lời khuyên của một người vị bác sĩ sản phụ khoa đối với các chị em phụ nữ mà đang mang thai như thế nào, tức là mình cần phải ăn như thế nào bác sĩ? Nếu mà mình trong khi mình bị hành đó thì không có cần lo cái này lắm, nhưng mà nếu mà mình ăn được đó thì mình cố gắng mình ăn đầy đủ, tiếng Mỹ nó gọi là food group, có nghĩa là mình muốn có ăn rau, mình có muốn có protein là có chất chất thịt, chất bổ. Mình muốn giống như là cái phần gạo, không những là cơm mà là bánh mì. Rồi mình cũng nhớ là mình nhất là Việt Nam mình đó, mình không có uống sữa nhiều, mình không có ăn yogurt nhiều, không có ăn rau ua, nhưng mà mấy cái chất đó nó có vitamin D, nó có calcium, nó rất là quan trọng cho cái xương, cho cái răng, không những là trong lúc mình mang thai mà sau khi mình mang thai, trong lúc mình cho con bú, mấy cái chất đó nó rất là quan trọng. Cho nên mình phải cố gắng, mình phải ăn đầy đủ những cái món đó. Rồi cái việc quan trọng đó là những cái đồ ăn mà khi mình mang thai, những cái nó tất cả là đều phải nấu chín. Những cái món nào mà nó chỉ có hấp sơ hay là nó chưa có chín lắm á, thì mình không có nên ăn. Dao ua đó mình phải ăn là cái loại nó làm đặc biệt, thí dụ mình mua ở trong chợ thì nó giống như là pasteurized, thí dụ mình làm ở nhà hay người ta làm ở nhà đó thì cái kiểu nấu nó khác. Khi mà mình làm ở nhà như vậy mình giữ lâu không được, mà nếu mà mình để qua ngày hôm sau thì tuy là ăn vẫn không có sao, người bình thường ăn không sao, nhưng mà so với người bầu mình ăn đó thì mình có thể bị những cái con vi trùng, nó không có ảnh hưởng mình tại vì mình người lớn không sao rồi, nhưng mà nó có thể ảnh hưởng cho em bé. Cho nên rất là quan trọng là những cái món mình ăn đều phải là nấu 100% hết. Và Vân Anh nghĩ là mỗi một chị em phụ nữ mà đang mang thai đều có một cái vị bác sĩ sản phụ khoa cho riêng mình, cho nên khi mà mình đi khám thì cũng sẽ có những cái chỉ dẫn chi tiết từ vị bác sĩ. Bác sĩ Mai chỉ đưa ra những cái chi tiết
mà quan trọng mà chúng ta cần phải lưu ý, tức là mình ăn theo đủ với cái group của thức ăn phải không bác sĩ, đầy đủ dinh dưỡng phải không bác sĩ? Dạ đúng. Dạ. Dạ. Và bên cạnh đó, chúng ta ăn thức ăn chúng ta có cần phải uống thêm thuốc bổ hay là gì không bác sĩ? Mỗi người phụ nữ khi mình đang mang thai hoặc là mình nghĩ mình sẽ có bầu thì mình nên uống thuốc bổ, nó gọi prenatal vitamin, là thuốc bổ dành cho những người mang thai. Cái thuốc bổ này thường thường đó mình nên phải uống 2 tới 3 tháng trước khi mình mang thai. Tại vì ở trong đó nó có cái vitamin gọi là folic acid. Yeah. Cái folic acid này nó rất là quan trọng để cho em bé đầu óc được phát triển. Mà cái đầu óc nó bắt đầu phát triển 7 ngày, trong 7 ngày đầu tiên trong lúc đàn bà mình mang thai. Mà thường thường đàn bà mình không có biết là mình có bầu tới ít nhất là khoảng chừng 2-3 tuần sau. Cho nên nếu mà mình nghĩ mình muốn mang thai hoặc là mình có thể có bầu thì mình nên uống cái thuốc đó từ lúc trước khi mình có bầu, rồi tiếp tục uống cái thuốc vitamin đó trong lúc mình có thai. Và với người phụ nữ đang mang thai đó bác sĩ, thì có cần phải uống nước nhiều hơn bình thường bác sĩ? Lúc nào... trung bình á, nói chung á, là phụ nữ mang thai cần phải uống nước nhiều hơn bình thường, nhưng mà mình uống bao nhiêu thì tùy theo mỗi người. Mình phải giống như là cái cách tốt nhất là Mai khuyên với bệnh nhân của Mai đó là mình nhìn cái nước tiểu của mình. Nếu mà cái nước tiểu của mình nó bị vàng hay là nó đặc, mà mình một ngày mình ít đi tiểu có nghĩa là mình phải uống thêm, cái nước tiểu của mình nó phải giống như gần màu trắng, nó trong, thì cái đó là tốt, nó tốt gì? Hơn. Dạ. Yeah. 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 Thực sự là cái đó là cho tất cả mọi người. Dạ đúng. Với chị em phụ nữ mang thai thì chúng ta cần nhiều hơn một tí, phải không bác sĩ? Dạ. Và tức bác sĩ nói là ăn uống bình thường có cần phải tránh những cái gia vị không bác sĩ? Gia vị nặng ví dụ như ớt thì tiêu hay tỏi có cần phải tránh không bác sĩ? Cái đó là tùy theo mỗi người. Thí dụ nếu mà khi mà chị nào đó bị acid reflux, là giống như là bị mình ăn uống rồi nó không có tiêu, mình đầy hơi hay là nó hay lên ga, thì mình nên tránh những cái đồ chua, cũng những đồ cay. Yeah. Phần đông những phụ nữ nào có bầu cũng bị một ít cái phần đó, cho nên cũng nên tránh cái đó. Mà nếu mình không có bị mà mình muốn ăn đồ chua hay là mình muốn ăn đồ chay, cái đó cũng ok, không sao hết. Dạ. Thưa quý vị, và bác sĩ Mai, cái câu hỏi này nó cũng gọi là relate, nó cũng liên quan tới cái đề tài ngày hôm nay. Đó là lúc đầu bác sĩ nói là nếu mà chúng ta không có kỹ lưỡng trong vấn đề ăn uống thì có thể sẽ lên cân hoặc là bị tiểu đường. Nhưng mà Vân Anh được biết là có một số chị em bạn gái mang thai mặc dù cũng không có ăn nhiều nhưng mà vẫn bị tiểu đường trong cái lúc mang thai. Thì cái đó là nó sẽ hết hay là nó sẽ bị luôn hay như bác sĩ? Yeah. Đúng rồi chị nói đúng, có nhiều người, người ta mặc dù người ta không có lên cân nhiều nhưng mà có phần từ nãy Mai chưa có nói là không những là mình phải coi chừng mình ăn bao nhiêu nhưng mà mình phải coi chừng mình ăn cái đồ ăn nào nó có tốt hay không. Thí dụ giống như là mình hay ăn cơm trắng, hay là mình ăn dạ rất là ngon, nhưng mà thí dụ mình ăn cơm trắng, mình ăn những cái bột trắng đó, những cái bột đó nó không có phải là complex carbohydrate, cho nên nó làm cho mình dễ bị tiểu đường hơn. Giống như là cái dân Việt Nam, dân Á Châu mình, cái cơ hội mình bị tiểu đường nó cao hơn dù cho mình gầy so với những người tiểu dân khác. Nhưng mà mình vẫn bị tiểu đường thì là tại vì cái đồ ăn mình ăn cái đồ gạo trắng nhiều quá. Cái đó là một phần. Cái phần thứ hai là nó cũng giống như là genetic. Mà trở lại với cái câu hỏi chị nói đó là nếu mà mình bị tiểu đường trong lúc mình mang thai, phần đông á, là sau khi mình có thai, sau khi mình đẻ, sau khi mình sanh xong, cái tiểu đường đó nó sẽ hết, nó sẽ tan đi. Nhưng mà tại vì mình đã bị tiểu đường trong lúc mình mang thai,
cái cơ hội mình sẽ bị tiểu đường mai mốt khi mình lớn tuổi hơn, khi mình không có mang thai, nó sẽ cao hơn 50% so với cái người đã không bị tiểu đường trong lúc mang thai. Và trong cái thời gian mà nếu mà các sản phụ mang thai mà có tiểu đường thì sẽ có một cái restrict ăn uống phải không bác sĩ? Nó sẽ khó hơn phải không bác sĩ? Dạ, Mai khuyên nếu mà chị em nào mà bị tiểu đường trong lúc mang thai thì phải nên nói chuyện với bác sĩ sản phụ khoa của mình, nói chuyện chuyên để coi cái tiểu đường của mình sao, có cần phải gì thay đổi không. Nhưng mà nói chung đó, khi mà mình bị tiểu đường trong lúc mình mang thai đó thì mình phải coi chừng cái món đồ ăn của mình. Thí dụ giống như là mình vẫn có thể ăn cơm, nhưng mà thay vì ăn gạo trắng mình phải đổi thành ăn gạo nâu, hay là mình ăn bớt cơm lại, hay là khi mình ăn cơm đó thì mình phải ăn nhiều thịt, tại vì cái chất protein đó nó sẽ đối ngược lại với cái chất đường ở trong cơm, để cho nó làm cho cái đường của mình không có lên nhanh thiệt là nhanh. Hoặc là khi mình ăn cơm xong rồi mình phải cố gắng mình đi bộ 15-30 phút để cho nó giảm cái đường xuống. Dạ vâng. Cảm ơn bác sĩ Mai rất là nhiều với những cái thông tin vừa qua để giúp cho các chị em phụ nữ chúng ta đang mang thai sẽ có một chế độ ăn uống dinh dưỡng thật là hữu ích trong thời gian mang thai, để chúng ta đón chào đứa trẻ sơ sinh ra đời thật là mạnh khỏe, khỏe của mẹ và của con luôn. Bác sĩ Mai có những cái lời gì tổng kết trước khi chúng ta chia tay buổi nói chuyện ngày hôm nay? Khi mà trong khi mình mang thai, ngoài cái vụ dinh dưỡng ra, nó còn có rất là nhiều vấn đề khác, cũng có thể là vấn đề thử máu trong lúc mình mang thai. Tại sao mình làm cái thử máu này, tại sao mình làm thử máu kia, hoặc là nội tâm, tình trạng tình cảm của trong lúc mình đang có bầu. Có nhiều người người ta cảm thấy rất là buồn, hoặc là dù cho mình nghĩ là mình phải vui vẻ mà tại sao mình buồn như vậy. Những cái tâm trạng này nó rất là quan trọng, mà nó cũng rất là common, rất là nhiều người phụ nữ có trong cái thời gian vừa rồi, nhất là trong lúc có COVID. Những cái study mà gần đây người ta nói đó là khoảng chừng 1 trong 3 người phụ nữ trong lúc mình mang thai hoặc là mình vừa mới sanh con ra, người ta bị ảnh hưởng cái tâm trạng, một là buồn quá, hai là lo quá. So mai mốt mong rằng sẽ có cơ hội nói thêm quý vị về những cái món về những cái câu chuyện này, hoặc là nếu mà có những đề tài khác quý vị muốn nghe, hoặc là chị Vân Anh muốn hỏi thì mình sẽ quay lại rồi mình nói chuyện thêm. Vâng, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Quý vị có tất cả những cái thắc mắc, những câu hỏi gì mà muốn bác sĩ Mai trình bày trong những chương trình sắp tới thì quý vị cứ email cho chúng tôi qua địa chỉ email là info@vietnewtv.com. Thì bác sĩ Mai rất là vui để cùng trở lại để mang cái kiến thức và kinh nghiệm của bác sĩ Mai giúp cho chị em phụ nữ mang thai có cái thời gian thai nghén thật là mạnh khỏe. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Xin kính chào.